Chào mừng các bạn đã đến với tin hậu trường bóng đá ngày 23 tháng 4. Và trước khi đến với những thông tin hết sức thú vị có trong bản tin ngày hôm nay, các bạn hãy trả lời một câu hỏi của chương trình. Theo các bạn, đâu là yếu tố quan trọng nhất để một cầu thủ có thể trở lại tập luyện và thi đấu bình thường sau khi gặp phải một chấn thương hết sức nghiêm trọng? Và ngay sau đây là những thông tin hết sức thú vị có trong bản tin ngày hôm nay. Đoàn Văn Hậu muốn chiến đấu để được ở lại châu Âu chơi bóng. Đặng Văn Lâm có nguy cơ phải đàm phán hợp đồng mới với Muông Thông United. Tiền vệ Lương Xuân Trường chưa thể xác định thời điểm quay trở lại. Trước những tin đồn xoay quanh tương lai của mình tại châu Âu, thì tới chiều ngày 22 tháng 4, đích thân Đoàn Văn Hậu đã lên tiếng khẳng định quyết tâm của bản thân. Tôi rất cảm ơn Hà Nội FC đã tạo điều kiện cho tôi sang Hà Lan thi đấu và tiếp cận với môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Thời gian đầu mới tới, tôi cũng có rất nhiều bỡ ngỡ, nhưng được sự giúp đỡ rất lớn từ lãnh đạo SC Heerenveen cũng như ban huấn luyện và các thành viên trong đội. Giờ đây tôi thấy mình đã tiến bộ hơn rất nhiều và hòa nhập tốt với các đồng đội. Ngoài ra, Văn Hậu cũng đã có rất nhiều chia sẻ về cuộc sống thường ngày của anh trong những ngày dịch bệnh đang hoành hành tại châu Âu. Dù không thể tập luyện cùng với các đồng đội, song nhà vô địch SEA Games 30 cho biết anh vẫn luyện tập rất đều đặn. Không những vậy, anh còn cho biết mình vẫn duy trì học tiếng Anh để giao tiếp dễ dàng hơn với các đồng đội. Theo dõi sát quãng thời gian Văn Hậu ở Hà Lan, thì chúng ta cũng thấy được cầu thủ người Thái Bình đã giao tiếp tiếng Anh tốt hơn rất nhiều so với khi vừa mới đặt chân tới châu Âu. Đây sẽ là một trong những yếu tố quyết định để anh có thể hòa nhập tốt hơn cũng như hiểu rõ hơn những ý đồ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Cuối cùng, Văn Hậu đã khẳng định bản thân vẫn chưa muốn kết thúc chuyến phiêu lưu của mình tại châu Âu. Tôi chưa bao giờ từ bỏ ước mơ được chơi bóng ở châu Âu. Thực lòng, tôi chưa muốn về Việt Nam ngay lúc này. Tôi muốn tiếp tục được chiến đấu và hy vọng SC Heerenveen sẽ giữ tôi ở lại. Tôi muốn cống hiến cho đội bóng này. Nhiều khả năng trong ngày hôm nay 23 tháng 4, huấn luyện viên trưởng Johnny Jensen và giám đốc kỹ thuật Gary Hamster sẽ có buổi làm việc riêng với Đoàn Văn Hậu. Không chỉ có quyết tâm được chơi bóng tại châu Âu, Văn Hậu còn nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ Việt Nam. Mới đây, cựu trung vệ Vũ Như Thành, người từng cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, cũng đã lên tiếng động viên người đàn em nên tiếp tục ở lại châu Âu. Trên trang Facebook cá nhân của mình, Như Thành chia sẻ: "Bản thân mình vẫn muốn khuyên Văn Hậu nên ở lại châu Âu. Nếu không phải Heerenveen thì đó sẽ là cơ hội tại một câu lạc bộ khác. Năm nay em mới 21 tuổi, cánh cửa về sự nghiệp và cơ hội để em tỏa sáng vẫn còn rất lớn." Cũng theo cựu tuyển thủ đội tuyển Việt Nam, điều Văn Hậu thu nhặt được trong chuyến xuất ngoại lần này không chỉ là kỹ năng thi đấu mà đó còn là ngôn ngữ, phong cách sống hay khả năng hiểu biết về môi trường, cuộc sống mới tại châu Âu. Như Thành cũng khẳng định, trở về Việt Nam thời điểm này sẽ không phải là phương án khả thi đối với Đoàn Văn Hậu. Một chuyên gia có tiếng khác tại Đông Nam Á đó là ông Benjamin Tan, hiện đang là giám đốc kỹ thuật của Thái Lịch, cũng đã có những lời động viên đối với Văn Hậu. Ông khẳng định Văn Hậu là một cầu thủ tốt và không phải tự nhiên mà SC Heerenveen lại ký hợp đồng với cầu thủ gốc Thái Bình. Cũng theo vị chuyên gia người Singapore cho biết, vấn đề của Văn Hậu là anh chưa được tạo nhiều cơ hội để thể hiện mình tại Hà Lan. Và nếu trong thời gian tới, Văn Hậu được ban lãnh đạo đội bóng Hà Lan tin tưởng và trao cơ hội ở mùa giải tiếp theo, đó sẽ thực sự là một mùa giải đáng chờ đợi đối với cầu thủ gốc Thái Bình trong hành trình của mình tại châu Âu. Việc ban tổ chức Thái Lịch quyết định điều chỉnh lịch thi đấu của giải đấu cao nhất quốc gia đã khiến cho tất cả các câu lạc bộ Thái Lan phải lao đao vì vấn đề tài chính. Không ít đội bóng đã phải cắt giảm tới 50% lương của các cầu thủ, hay thậm chí tuyên bố giải tán đội bóng trong thời gian nghỉ dịch. Còn với những đội bóng có tiềm lực kinh tế và vững mạnh như Mường Thông United của Đặng Văn Lâm, thì dù bị ảnh hưởng ít hơn, song cũng khiến đội bóng này gặp không ít khó khăn. Việc mặt bằng lương của các cầu thủ ngoại tại Thái Lan luôn rất cao, nên việc phải nghỉ thi đấu từ tháng 4 cho tới tháng 8 cũng khiến ban lãnh đạo đội bóng phải tính toán rất nhiều. Theo hợp đồng đã ký kết với nhiều cầu thủ, các đội bóng Thái Lan sẽ sử dụng các cầu thủ từ cuối năm 2019 cho tới hết tháng 10 năm nay. Tuy nhiên, với việc giải đấu phải tới tháng 9 mới có thể khởi tranh trở lại, đã khiến các đội bóng gặp khó khăn trong vấn đề sử dụng nhân sự. Điều này buộc các câu lạc bộ phải có những buổi làm việc với từng cầu thủ để tìm ra tiếng nói chung. Nếu không, Đặng Văn Lâm cùng nhiều đồng nghiệp khác sẽ phải đàm phán và ký kết một bản hợp đồng mới với đội bóng chủ quản để đáp ứng một cách tốt nhất nguyện vọng cũng như nhu cầu của tất cả các bên trong bối cảnh tài chính khó khăn như hiện nay.
Tiếp tục là thông tin liên quan tới một thủ thành khác của đội tuyển Việt Nam, đó là thủ môn Tuấn Mạnh. Mùa giải V-League 2019 khép lại với việc Sana Khánh Hòa phải xuống hạng, khiến Tuấn Mạnh trở thành một cái tên hot trên thị trường chuyển nhượng. Và dù nhận được nhiều lời đề nghị để tiếp tục ở lại V-League chơi bóng, song thủ thành sinh năm 1990 đã quyết định ở lại với đội bóng phố biển. Quả thực là cuối tháng 11 năm ngoái, tức là gần một tháng sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia thi đấu tại vòng loại World Cup, tôi mới có thể đưa ra quyết định về tương lai của mình. Tôi cũng đã lưỡng lự chuyện ra đi hay ở lại. Ở thời điểm ấy, có tới 6-7 câu lạc bộ gọi điện cho tôi, nhưng gia đình tôi đều đang sống và làm việc ở Nha Trang. Hơn nữa, người dân Khánh Hòa dành nhiều tình cảm cho tôi, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp ở Khánh Hòa. Tôi có một cái nợ ân tình với đội bóng này, để rồi sau cùng tôi quyết định ở lại. Thủ môn 30 tuổi cũng tiết lộ chuyện từng được Văn Toàn tâm sự về việc trở lại Hoàng Anh Gia Lai thi đấu. Tôi rất quý mấy đứa trẻ Hoàng Anh Gia Lai, cứ mỗi lần tập trung ở đội tuyển, tôi lại nhận được sự hỏi thăm, quan tâm của các em ấy. Văn Toàn rồi mấy em khác nữa hay nói với tôi là: "Thôi, năm nay hết hợp đồng với Khánh Hòa, anh về Gia Lai thi đấu cùng tụi em." Dù vậy, khi nhận được lời đề nghị từ phía lãnh đạo đội bóng phố núi để quay trở lại đội bóng cũ thi đấu với mức đãi ngộ tốt hơn so với Khánh Hòa, nhưng cuối cùng Tuấn Mạnh đã quyết định ở lại với Khánh Hòa. Ở giải hạng nhất, chất lượng tiền đạo đương nhiên thấp hơn, cũng không có ngoại binh trong các đội, nên tôi chỉ còn biết cách tự tu luyện cho mình, tập nâng cao thêm, hy vọng thầy Park không lãng quên mình. Ở thời điểm hiện tại, trong bối cảnh Văn Lâm có nguy cơ không thể trở về thi đấu tại AFF Cup 2020, thì Tuấn Mạnh lại được người hâm mộ và các chuyên gia nhắc tới như một phương án thay thế chất lượng cho thủ môn của Muông Thông United. Và nếu tiếp tục duy trì được phong độ tốt tại giải hạng nhất năm nay, Tuấn Mạnh hoàn toàn có thể tự tin vào việc sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội ở giải đấu diễn ra vào cuối năm nay. Trong khi đó, một tuyển thủ quốc gia khác là Lương Xuân Trường vẫn đang hồi hộp chờ đợi ngày trở lại sân cỏ sau chấn thương dây chằng. Dù trưởng đoàn câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ông Nguyễn Tấn Anh cho biết Xuân Trường có thể trở lại vào tháng 6 tới, song theo bác sĩ Đồng Xuân Lâm, chưa thể vội vàng nhận định thời điểm trở lại của cầu thủ này. Bác sĩ của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai cho biết, tôi cũng thường xuyên trao đổi với Xuân Trường. Chấn thương của cậu ấy đang hồi phục và tiến triển rất tốt. Tuy nhiên, để khẳng định Xuân Trường trở lại tập luyện và thi đấu bình thường trong màu áo Hoàng Gia Lai thì chưa thể xác định. Vì việc này phải có thông báo và kết quả từ trung tâm PVF nơi Xuân Trường đang tập phục hồi. Tuy nhiên, khi theo dõi đoạn video chơi bóng do chính tiền vệ này đăng tải trên trang fanpage của mình, thì người hâm mộ có thể hoàn toàn yên tâm rằng chấn thương của cầu thủ vẫn đang tiến triển khá tốt. Trường đã có thể vận động một cách linh hoạt mà không còn cảm thấy quá đau nhức. Đây là một tín hiệu vui đối với người hâm mộ cũng như huấn luyện viên Park Hang-seo trong bối cảnh ông đang muốn làm mới đội tuyển. Thế nhưng, theo Xuân Trường, điều anh quan tâm lúc này là có thể sớm bình phục chấn thương và thi đấu trở lại cho Hoàng Gia Lai. Còn chuyện có được triệu tập lên đội tuyển quốc gia hay không lại không quá quan trọng. Kết thúc bản tin ngày hôm nay sẽ là một thông tin rất thú vị về cô gái vàng của đội tuyển nữ Việt Nam. Trong vai trò thủ quân của đội tuyển nữ Việt Nam, Huỳnh Như cùng đội trưởng tuyển nam Việt Nam là trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ tham dự live show hòa nhạc trực tuyến Kiên Cường Việt Nam diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 25 tháng 4 do Hiệp hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Cô gái quê Trà Vinh sẽ vào phòng thu trình diễn bài hát Những Trái Tim Việt Nam. Cô gái nhỏ nhắn này sẽ khoe giọng hát bên cạnh các ca sĩ nổi tiếng như Diva Thanh Lam. Toàn bộ số tiền được mọi người quyên góp sẽ được chuyển vào Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ những phụ nữ đang trực tiếp tham gia phòng chống dịch và những người đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin hậu trường bóng đá ngày 23 tháng 4. Các bạn đừng quên bấm like, subscribe, đồng thời ấn nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra clip mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin lần sau.